phúc cho ai, biên xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương. Phúc cho ai, biên xót thương người thì sẽ được Chúa Trời ủi an. Thương người như thể thương thân, thương người như thể anh em, vui với người vui, không với người buồn, không oán hận cũng chẳng hờn căm, không để lòng thù ghét tha nhân. Sống đời chứng nhân thứ 6 mùng 2 tháng 8 2024. Sống đời chứng nhân hay chuyện khó tin. Nhưng có thật. Chuyện khó tin nhưng có thật. Mến chào anh chị em và các bạn. Chuyện khó tin nhưng có thật hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em một câu chuyện có thể người ta cũng thấy là khó tin nhưng có thật trong một đám tang mới xảy ra. Một người chị em trong thân hữu Cà Phê Khát Vọng Lòng Thương Xót mới qua đời lúc 46 tuổi vì một căn bệnh ung thư, để lại người chồng, một đứa con gái và một đứa con trai. Gia đình ấy, cha mẹ có 5 người cô con gái, một cô con gái thì đã được Chúa gọi về trước, bây giờ là cô thứ hai, còn lại là 3 cô. Có điều đó là cả nhà đều có máu văn nghệ, cho nên tất cả mấy chị em đều tham gia trong những đêm diễn nguyện. Riêng cô mới qua đời này là cô Ly và chồng là anh Hiệp, là hai người mới quay trở lại với việc thực hành niềm tin của mình. Có nghĩa là trước đó thì họ cũng lo cơm áo gạo tiền, lo cuộc sống bên ngoài xã hội, kiếm tiền, lo cho tương lai của con cái mình đi du học, rồi lo nhà, lo cửa, mà quên mất lo phần hồn. Xây dựng căn nhà vật chất nhưng mà quên xây dựng căn nhà tâm hồn của mình. Đến lúc tôi biết hai người có giọng hát tốt, cho nên tôi mới dụ, phải nói là dụ, về để máu văn nghệ nó nổi lên thôi. Chứ còn mà gọi về để đọc kinh lòng thương xót với lần chủ chắc họ không về đâu. Tôi dụ về để ca hát cho nó vui. Thì họ đến một hai lần thấy chúng tôi hát với nhau, ca với nhau tại quán cà phê, máu văn nghệ nổi lên. Bắt đầu mới tham gia. Tham gia mới chỉ với tính cách là để ca hát. Nhưng mà rồi từ từ chúng tôi lôi kéo họ đi tĩnh tâm, đi cầu nguyện, đi tham dự những chuyến công tác bác ái, đi dự những trại hội thao. Và luôn luôn những chuyến công tác bác ái hoặc là sinh hoạt ở trại hội thao hay là những buổi dã ngoại, không bao giờ chúng tôi chỉ lo việc ăn chơi mà thôi. Không bao giờ. Tôi chủ trương rõ ràng không bao giờ tôi bỏ tiền ra để chỉ mua vui một vài trống canh, rồi không đem lại ích lợi phần hồn nào. Không bao giờ tôi làm chuyện vô ích đó. Thà để tiền làm bác ái giúp người nghèo sướng hơn. Nhưng mà tổ chức như vậy, có nhiều người không hiểu cái ý sâu của chúng tôi là tại sao cha mất thì giờ, mất sức, mất tiền để mà tổ chức những buổi hội trại hay là sinh hoạt hay là tĩnh tâm như thế. Họ đâu biết rằng là tôi đang xây dựng những đền thờ tâm hồn. Ai đến quyền xây dựng nhà thờ tôi không bao giờ cộng tác, vì tôi bảo đó không phải nhiệm vụ của tôi. Không phải xây cất những ngôi nhà thờ nguy nga đồ sộ hoành tráng. Nhưng tôi đến với những tâm hồn rách nát, những tâm hồn khô khan nguội lạnh. Không phải đến rồi nói mày khô quá, mày đi lễ đi, nó càng không đi. Mà trách nó càng trách thì nó càng xa mình. Đúng không ạ? Mà đến, bảo đến hát, bạn hát không? Đi uống cà phê đi không? Đi cắm trại đi không? Đi, đi bơi đi không? Đi, nhưng mà trong lúc đó, trong lúc cắm trại, trong lúc bơi, trong lúc ca, lúc hát đó, tôi cứ lần dần tôi xen kẽ vào lòng thương xót. Lúc thì thôi ngưng nhá, mình lần chuỗi lòng thương xót. Lúc thì tôi lên
chia sẻ về lòng thương xót. Lúc thì tôi đưa những chứng nhân lòng thương xót lên hát, lên ca rồi họ chia sẻ. Và cứ từ đó cuốn hút họ lại, cuốn hút họ lại. Họ cảm thấy có gì đó thú vị, họ có cái gì hay, cảm thấy gì không chán. Và nhất là tôi chưa một lần trách họ là sao mày không đi lễ hay là mày khô khan nguội lạnh quá. Chưa bao giờ. Và như thế, chuyện khó tin nhưng có thật đấy là những buổi hội thao ấy, những buổi lửa trại ấy, những buổi diễn nguyện ấy, họ lên họ hát với nhau. Và trước khi hát thì phải tập, mà tập thì tôi phải nói ý nghĩa của bài hát, nội dung của buổi diễn nguyện như là một bài giảng, cứ thấm dần, mười dầm thấm lâu là cả hai vợ chồng đã quay trở về với Chúa và tham gia mà những chương trình diễn nguyện lửa trại rồi đi công tác bác ái và đã biết mở lòng ra với người khác, chứ không thể phải là chỉ lúc nào cũng thu lại những đồng tiền cho mình để dành cho gia đình và tương lai cho con cái. Có nhiều người làm cha làm mẹ bây giờ thì chủ trương là con lo cho con của con mà, cái điều đó đúng thôi. Nhưng mà khi mình lo cho con của con, lo cho con của mình, thì mình vô tình mình cho con mình thấy rằng một cái sự ích kỷ, một cái sự chỉ biết lo cho bản thân và gia đình, mà không tập cho con mình biết mở lòng ra với người khác. Con à, lo cho mình nhưng mà phải biết nghĩ đến người khác. Mình chưa giàu có nhưng mà còn có những người nghèo khó hơn. Chứ không phải là khi nào mình giàu rồi mới làm bác gái con ạ, bây giờ cứ lo cho chúng mình đi, sai. Và hai đứa con ấy dần dần nó thấy được. Cho nên đứa mà đi du học thì đứa con gái vừa đi học vừa đi làm, đã biết đi làm, chứ không phải chỉ đó sang học không. Như một số cô ấm cậu chiêu giàu có sang đó chỉ lo học, có xe riêng rồi có nhà riêng. Cuối cùng khi mà tốt nghiệp thì cũng trở thành một người chỉ biết lo kiếm tiền, chỉ biết lo cho bản thân mình mà chẳng nghĩ đến người khác và chẳng đem lại lợi ích gì cho người khác ngoài việc kinh doanh kiếm tiền. Thì lúc mà cô ấy bệnh nặng, chúng tôi đến cầu nguyện và giúp cho họ cảm nhận được rằng là cái chết là một cái gì nhẹ nhàng hơn, không có nặng nề quá. Và sau đây là một cảm nhận của người em ruột về việc ra đi của chị mình. Thưa cha, con vừa mất đi một người thân trong gia đình. Từ lúc chị con lâm bệnh nặng tới khi hỏa táng xong, con đã trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc và cảm nghiệm về ơn lành của lòng thương xót Chúa. Con xin chia sẻ cùng cha và mọi người. Thứ nhất, những ngày chị con thoi thóp trên giường bệnh với những cơn đau liên tục ập đến. Có những lúc chị con đau đến mức miệng thì há hốc ra không thở được, mắt trợn ngược lên. Có những lúc chị con đau đớn đến mức vượt ngoài sức chịu đựng và cơ thể phản ứng bằng những cơn co giật liên hồi. Nhìn những hình ảnh đó, con mới thật sự nghiệm ra sự vô thường, yếu đuối và mỏng giòn của thân xác này. Ngày nay, với lối sống thực dụng, chủ nghĩa vật chất lên ngôi, con người ta vẫn cứ tranh giành, hơn thua nhau từ danh vọng, tiền bạc, chức tước, địa vị. Hay thậm chí là xét nét, chấp nhất nhau từng lời ăn tiếng nói. Làm như vậy để làm gì? Khi đến một lúc nào đó, sự sống nơi thân xác này cạn kiệt, thì mọi sự trên thế gian này chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Những ngày cuối cùng chăm sóc chị nằm trên giường bệnh, con mới nghiệm ra sự đau khổ tột cùng của một kiếp người, nó kinh khủng đến giường nào. Phải chi, ai cũng có thể thấy được những cảnh tượng đó. Con chắc chắn rằng, con người ta sẽ bớt tham sân si đi. Con người ta sẽ dễ dàng tỏ lòng thương xót với đồng loại của mình hơn. Và cũng qua việc chị con trải qua những cơn đau của thể xác, thì một lần nữa, cả gia đình con lại thấy được sự huyền nhiệm của chuỗi kinh lòng thương xót Chúa. Mỗi khi chị con quá đau đớn hay lên cơn co giật, chúng con chẳng biết làm gì ngoài việc cùng nhau cất lên lời kinh lòng Chúa thương xót.
Điều kỳ diệu là mỗi khi lời kinh lòng thương xót được cất lên, thì cơn đau dịu xuống ngay lập tức. Kể cả khi chị con đã mất hoàn toàn ý thức, không còn biết gì nữa, nhưng những cơn đau, cơn co giật vẫn xảy ra. Và chuỗi kinh lòng Chúa thương xót vẫn là cứu cánh duy nhất để chị con dịu lại ngay lập tức. Tạ ơn lòng thương xót Chúa. Thứ hai, những ngày cuối cùng của chị con, thứ quan trọng và cần thiết nhất là cái máy radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Con phải xác tín một điều là cha có ơn của Chúa Thánh Thần tác động khi quyết định thực hiện radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Ai cũng biết, những thời khắc cuối cùng, người bệnh phải chiến đấu với sự cám dỗ của ma quỷ. Chưa kể cảm giác cô đơn, có khi tuyệt vọng của kẻ sắp phải lìa cõi đời. Lúc đó, những lời kinh, những bài suy niệm để bệnh nhân dọn mình chuẩn bị cho cuộc vượt qua rất là cần thiết. Không phải những lời kinh phó linh hồn, nghe rùng rợn, khiếp kinh, làm cho bệnh nhân càng thấy sợ hãi với cái chết, vì họ không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mà chỉ thấy sự trừng phạt, vì lúc đó họ thấy rõ được những tội lỗi của mình trong quá khứ. Họ rất đi đến chỗ hoảng sợ và không còn dám tin vào lòng thương xót nữa. Những lời kinh phó linh hồn ấy, theo thiền ý của con, không giúp cho họ ra đi bình an, nhưng chỉ làm cho người hấp hối cũng như gia đình họ thêm hoảng sợ mà thôi. Thế nhưng, với radio lòng thương xót Chúa, giúp cho người bệnh và những người thân nghe được chính Chúa hướng dẫn, Chúa dạy dỗ, Chúa an ủi, Chúa nâng đỡ bằng lời của Chúa, bằng những bài suy niệm trích từ nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, bằng những lời kinh cầu cho bệnh nhân, cầu cho người hấp hối hết sức tích cực, sinh động và đem lại an ủi, bình an. Nói thật, sức con người không thể ngồi đọc liên lỉ hết giờ này đến giờ khác, mà lời của con người cũng chẳng thể an ủi cho người bệnh được. Lời của con người cũng chỉ là lời của người, làm sao nâng đỡ, làm sao giúp cho người bệnh cũng như những người nhà cảm thấy được bình an được. Không đọc được những lời kinh ấy thì chiếc máy bài giảng lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, lòng thương xót Chúa với bệnh nhân đã phát huy tác dụng. Những lời cha suy niệm để bệnh nhân dọn mình, các bài thánh ca thích hợp, chuỗi kinh mân côi, chuỗi kinh lòng thương xót Chúa cứ vang lên cả ngày lẫn đêm, không những giúp cho bệnh nhân an lòng mà còn giúp cho những người thân cảm thấy ấm áp, bình tĩnh, chấp nhận việc chuẩn bị chia tay một người thân ra đi. Cảm ơn cha đã lao tâm để chúng con có được một vũ khí vô cùng tuyệt vời trong những lúc chiến đấu với kẻ thù tối tăm. Tạ ơn lòng thương xót Chúa. Thứ ba, khi chị con đã chút hơi thở cuối cùng, mặc dù cả gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng nhìn cảnh anh Hiệp là chồng của chị Ly con cứ chốc chốc lại chạy vào một khuất góc nức nở, khóc nức nở. Nghĩ đến cảnh rồi đây anh sẽ phải đi sớm về quê một mình. Rồi nhìn mặt hai đứa con của chị ngơ ngác như vẫn chưa thấu được nỗi đau mất mẹ quá sớm. Chưa đủ thời gian để có thể hiểu được hai chữ mồ côi, nên cả gia đình con như đứt từng khúc ruột. Thế nhưng, ngay đêm hôm đó, chị vừa qua đời. Dù là nửa đêm, cha cùng các anh chị em thiện nguyện tín thác và khát vọng lòng thương xót đã mang đến
cho người chị quá cố của con, cũng như đại gia đình của con. Một đêm canh thức, thường nhớ bạn Huyền. Đây thực sự là niềm khích lệ, an ủi đúng theo nghĩa đen. Đêm hôm đó, đêm canh thức ấy, cha và các bạn tín thác cũng như khát vọng, ta thực hiện gần 2 tiếng đồng hồ hát, cầu nguyện, chia sẻ quanh quan tài của chị con. Chị nằm giữa, các bạn đứng quây quần chung quanh, không có bị cản trở bởi những bóng đèn, bởi những bông hoa và những vật dụng linh tinh lỉnh kỉnh quanh quan tài nữa. Mỗi người đã đi đến với chị, đặt tay trên quan tài của chị, nhìn mặt chị lần cuối, từng người cúi chào tạm biệt. Và đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, những bài hát đạo, những bài hát đời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Rồi một cõi đi về, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Hoặc là em đi qua chỗ này, biết đâu nguồn cội, biết đâu nguồn cội. Em đã đi qua chỗ này, em vui chơi giữa đời. Tôi xin làm đá quậy để lăn theo gót hải. Rồi những bài hát mà đứa con gái của chị đã hát, xin mặt trời ngủ yên. Nó đứng ngay bên quan tài của mẹ nó đặt tay lên mẹ nó hát. Chúng con có cảm giác như là chị Ly vẫn còn đang đứng trên sân khấu cà phê khát vọng mà hát với chúng con, cùng múa, cùng ca, cùng nhảy. Nó, đứa con gái ấy, nó đã hát bài và nó nói với mẹ nó. Rồi chồng của chị ấy cũng đứng và hát cát bụi với người vợ thân thương của mình. Cát bụi ấy không phải là cát bụi trở về với bùn đất, mà là cát bụi của những vì sao. Cát bụi của những vì sao thì sẽ trở về với những vì sao. Vì cát bụi của lòng thương xót sẽ trở về với nguồn cội là lòng thương xót. Cho nên đại gia đình con qua đêm canh thức ấy, với những lời hướng dẫn của cha và những bài hát, với những chia sẻ, tang quyến không còn ủ rũ trong tâm trạng tang tóc nữa. Mọi người, nhất là người chồng và hai đứa con, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đêm canh thức thật độc đáo, có 102, và đối với chúng con, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, chúng con đã đi nhiều đám tang, đã dự nhiều đêm canh thức bên những người thân, bên bạn bè qua đời. Nhưng chưa bao giờ có một đêm canh thức độc đáo lạ lùng như vậy. Người ta thường canh thức với ly trà, cà phê, miếng bánh, có khi thì chén rượu, ly bia, đổ nhắm, và để giết thời giờ, ngồi đánh bài cho qua thời giờ. Rồi có khi lời qua tiếng lại, to tiếng, mất lòng, đâm ra đánh nhau, cãi nhau, có khi đám tang lại chồng thêm một đám tang hoặc chồng bệnh viện. Ấy thế nhưng mà đêm canh thức ấy không có những cảnh quá sức là thế gian như vậy. Không khí của những bài thánh ca lòng thương xót, mà cả những bài nhạc đời đã mang ý nghĩa khích lệ tinh thần cho những người còn sống. Điểm đặc biệt là những lời dẫn giải của cha trước mỗi bài hát. Thưa cha, vì những quy định của giáo xứ mà những người ngoại đạo, anh chị em bên gia đình của anh Hiệp là một tân tòng, khi lấy chị mới theo đạo, cho nên tất cả gia đình của anh đều là ngoại đạo. Rồi nhóm bạn học của chị Ly cũng thế. Rồi họ hàng bên ngoại đều tỏ thái độ mất thiện cảm với đạo vì những quy định khắt khe ấy. Thế nhưng sau đêm canh thức, những người trước đó không có thiện cảm đã thay đổi suy nghĩ. Ai cũng cảm phục một vị linh mục quá giàu tình cảm và gần gũi với con chiên. Vị mục tử đại diện Chúa đến xoa dịu những cõi lòng,
những trái tim đang đau xót vì cảnh chia ly, kẻ ở, người đi, tạ ơn lòng thương xót Chúa. Thưa Cha, đại gia đình con tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha đã thương tặng người chị quá cố và chúng con 100+ bài giảng lòng Chúa thương xót, sách kinh nguyện lòng thương xót, ảnh lòng thương xót, chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót, để chúng con gửi đến bà con láng giềng, thân bằng quyến thuộc ở quê lên thăm viếng. Ai cũng ngạc nhiên, vui mừng, ngỡ ngàng vì lần đầu tiên trong cuộc đời đi dự lễ an táng, đi đến phúng điếu chia buồn mà nhận được những món quà quý hiếm lạ lùng như vậy. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, đó là chuyện khó tin nhưng có thật. Thực sự nếu mà đêm canh thức thương nhớ bạn Hiền ấy mà được post lên YouTube, có lẽ ai cũng cảm thấy có một hình thức, một cách thức canh thức mới mẻ mà mang đậm ý nghĩa niềm vui phục sinh và niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa, không làm cho người ta ủ rũ u buồn. Sợ nhất là phải đến và phải nghe những tiếng kèn lâm khóc. Kèn lâm khóc, biết kèn lâm khóc, kèn đám tang, sợ lắm. Hoặc là có một hội kèn cứ ai vô thì làm toàn bà, xong rồi phúng điếu, nó ồn ào, nó ầm ĩ không thể nào chịu được. Hoặc là không có người khóc thì họ đi thuê người khóc mướt, muốn khóc kiểu nào khóc kiểu đó, tiền nhiều khóc nhiều, tiền ít khóc ít, mà tiền càng lớn thì khóc càng to và càng thấm thiết, nước mắt nước mũi chảy ra dầm dìa, khóc mướt. Hoặc là đến đó thì thấy được lúc nào cũng đèn sáng quắc, rồi video quay hết từ lúc viếng đến lúc không đủ mọi thứ. Chẳng thấy được cái sự tĩnh lặng cầu nguyện và sự êm ái, êm đềm, nhẹ nhàng nó như thế nào. Chỗ thì nó quá khô khan lạnh lùng, chỗ thì quá ồn ào. Cho nên hôm đó đêm đó chúng tôi đến cũng phải 10 giờ. Sau giờ cầu nguyện Chúa kinh lòng thương xót rồi thì tôi chợt nghĩ ra là mình làm một đêm canh thức thương nhớ bạn Hiền. Đêm ấy chủ đề thương nhớ bạn Hiền. Các em đứng chung quanh quan tài giống như là đang cùng lên sân khấu nhảy múa với nhau vậy. Chồng cũng vậy, hai đứa con cũng vậy, mấy người thân. Rồi hát những bài hát đời cũng có mà đạo cũng có. Những bài đời ấy chúng tôi rửa tội hết để đem vào lòng thương xót hết. Nó cuốn hút người ta lại. Để những người mà không có đạo, vì gia đình anh Hiệp, người chồng đâu có đạo đâu, họ đến họ dịu thức lạ, nghe nó quen quen mà lại lạ lạ. Bài hát thì quen nhưng mà ý tưởng thì lạ, cách thức thì lạ. Rồi họ từ từ họ thấy tất cả những gì nét đẹp của đạo mình, thấy được lòng thương xót của đạo mình. Và đó là cách thức truyền đạo, cách thức đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa. Họ ra về họ sẽ thắc mắc là tại sao cô có cái việc cầu nguyện mà có những suy niệm, có những suy nghĩ, có những chia sẻ nó độc đáo và lạ lùng như vậy. Họ bắt đầu họ đưa cái máy, họ cũng thấy lạ lùng nữa là mỗi người đến đều được tặng một cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Bây giờ thì tôi tranh thủ là đám tang cũng như đám cưới của anh em trong nhóm, đám cưới cũng đến mừng quà, quà cưới không phải là phong bì hay gì nhưng mà thấy nguyên thùng máy nặng trịch, trong máy đặt cái kịch lên phía trước, rồi cô dâu chú rể đi tặng cho từng người máy bài giảng lòng thương xót. Đó là mùa của anh Tân trong nhóm đám cưới tháng trước. Con này thì đám tang của chị Ly, một thân hữu qua đời cũng vậy. Đem máy đó để những người thân đến viếng tặng cho cái máy cuốn sách bài giảng chuỗi chuỗi đem về. Họ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Chuyện khó tin nhưng có thật. Rồi bây giờ hấp hối. Hồi xưa tôi còn bé giúp lễ, chứ tôi có bà gọi là bà Nguyện, chuyên viên phó linh hồn. Mỗi lần nghe bà phó linh hồn là tôi chuẩn bị ra đánh chuông. Đánh chuông để báo tử. Nam là mấy tiếng biết không? 7 tiếng, nữ là mấy tiếng? 9 tiếng, cứ nghe 7 tiếng là biết có một người này đàn ông hay một người nam qua đời. 9 tiếng biết người nữ. Mà nghe bà phó linh hồn giữa đêm thì kinh lắm. Yes, woo! Ôn phó linh hồn trong tay cha. Yes!
Chúa. Nghe ban đêm như tiếng hú rùng rợn giữa đêm khuya, sợ vô cùng, chuẩn bị nghe tiếng chuông. Tôi nói người ta không chết bà phó vậy, người ta cũng phải chết thôi. Nghe sợ lắm. Và thực sự ra đi đâu ta cũng thấy là cái sự chết nó bao trùm, làm cho người ta hoảng sợ lo lắng. Và những cách thức cử hành phục vụ làm sao người ta không thấy được niềm vui đâu cả, cứ thấy họ sợ hãi như thế. Cho nên bây giờ chúng tôi mới làm radio lòng thương xót chú với bệnh nhân là trong cơn đại dịch. Lúc đó người ta cô đơn vô cùng, chỉ có một mình trong bệnh viện thôi. Bác sĩ mới bảo tôi là linh mục có cách nào giúp cho những người Công giáo, tại vì họ nằm cô đơn lắm, và họ chết vì cái sự cô đơn, cái tuyệt vọng này hơn là vì bệnh. Không có được ai đến chăm sóc, không có một cách liên lạc nào cả, coi như đi cách ly là đi luôn, không có ngày về, thì sao mà không chết được. Bác sĩ nói với tôi như vậy, không chết vì Covid đâu, nhưng mà cái Covid cô đơn là cái Covid nó phá hoại, làm cho người ta không còn hy vọng nữa, thì tuyệt vọng thì chết thôi, đâu có thuốc men gì đâu. Cho nên là một linh mục làm, khi một bác sĩ ngoại đạo khuyến khích tôi làm chuyện đó, vì thấy bên Phật giáo có cái máy A Di Đà Phật họ nghe. Tôi bảo why not, sao không. Mà lúc đó cách ly mà tôi đâu làm gì được, có mình trong phòng thôi, mày mò lấy hết tài liệu này ra tài liệu kia, rồi ngồi tự thu âm, tự thu hết mọi thứ, rồi gửi cho anh em edit, rồi lồng nhạc vô các thứ, chuỗi kinh vô các thứ, xong có gửi gấp vô, làm trong 7 ngày 7 đêm, đem vô bệnh viện dã chiến, phòng trên cùng 85 bệnh nhân, phát hết. Tôi nói ai đi chết thì cho đem theo luôn, vì cầm dính, sợ dính Covid đâu giữ lại được. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một người gửi là gửi lại, là người đó đi thật, nhưng mà người nhà xin lại. Còn 84 người kia là đi về, không phải về với ông bà tổ tiên mà về gia đình của mình, không chết, mà xin cái máy cầm về luôn làm kỷ niệm. Tôi nói cho luôn. Thì đó là những cái điều khó tin. Tôi biết sức mình không thể làm được. Làm sao mà làm được máy này cả 4-5 tiếng đồng hồ mà trong vòng có 7 ngày 7 đêm. Máy dài, thật dài. Nghe đi nghe lại cả 7-8 tiếng cho họ nghe mà. Vì tôi chủ trương là phải để cho người thân nằm họ nghe, người bệnh nằm nghe và người canh bệnh cũng nằm nghe luôn. Cả hai cùng nghe để thêm được niềm hy vọng. Cái chính là lạc quan, hy vọng bình an sẽ chữa lành. Mà nếu mà Chúa gọi họ ra đi thì họ cũng ra đi trong bình an. Đó là chuyện khó tin nhưng có thật của chiếc máy lòng thương xót chú về bệnh nhân mà hôm nay người thân mới chia sẻ, thì nhân tiện tôi cũng xin phép được chia sẻ với anh chị em như thế. Mời anh chị em lắng nghe một vài lá thư. Con tên là Nguyễn Thị Hà, là mẹ của Tô Trọng Nhân. Hôm nay con viết thư này để làm chứng cho lòng thương xót Chúa gia đình con được nhiều ơn lắm. Từ nhỏ là một đứa trẻ không được may mắn. Con sinh ra trong một gia đình nghèo, có thể nói là nghèo nhất làng, mà bên nội ngoại không ai có đạo. Lên 9 tuổi, con được bác hàng xóm dạy đọc những kinh thông thường hàng ngày. Cứ vậy, con đã được Thiên Chúa yêu thương và sắp xếp. Khi trưởng thành, con theo học giáo lý Tân Tòng tại giáo xứ Thanh Đa Sài Gòn. Ban ngày đi làm, tối về con học đạo, học các lớp giáo lý. Nhờ đó, con biết thêm về Chúa. Thời gian sau, con có gia đình, về Vũng Tàu vẫn đi lễ, mà do gia đình chồng ngoại đạo, nên con cũng chỉ đi cho có vậy thôi. Cho đến lúc Chúa cho con gặp rất nhiều biến cố, và con đã tìm đến lòng thương xót Chúa. Khi cha con ở nhà bè, cả gia đình con đến đó và được nhiều ơn. Chồng con hết bệnh huyết áp cao, con trai con học giỏi hơn, và năm nay Chúa cho gia đình con làm được cái nhà có chỗ ở ổn định. 2 năm trước, con xin cha cầu nguyện và con có thêm một bé rất dễ thương, giờ bé được 2 tuổi rồi. Mấy tháng trước, con trai lớn của con bị loét dạ dày nặng. Con nhờ cha cầu nguyện cho gặp thầy gặp thuốc, giờ cháu đã hết bệnh hoàn toàn. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Chuyện khó tin nhưng có thật. Em Maria Hồng Loan, 44 tuổi, ở Đắk Lắk, bị chó cắn 10 ngày chưa đi chích ngừa,
đột nhiên bị sốt cao, sùi bọt mép, co giật. Chị của em mới đón nhận lòng Chúa thương xót đã nhắn tin cho con. Con nói đưa em đi viện gấp. Con đã gửi cho người nhà cho em nghe đài lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Và nói cả nhà cùng nhau nguyện kinh lòng thương xót Chúa hợp ý với cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em. Hôm nay em đã qua cơn nguy kịch, bình an và bình phục rồi. Tạ ơn lòng thương xót Chúa đã cứu sống em. Anh Phan Ngọc Thạch sinh năm 1978 là người ngoại đạo, quê ở Phúc Hải, cùng làm công ty với con. Anh bị bệnh vẩy nến 6-7 năm rồi, mọc lan khắp người, ngứa ngáy khó chịu lắm. Nhìn anh thấy rất thương. Con hỏi anh có tin và muốn được Chúa chữa lành hay không? Anh nói tin. Thế là con dẫn theo một bác. Buổi tối chúng con tới nhà anh. Con vừa hơ nhang ngải cứu vào những huyệt, vừa chỉ cho cả hai vợ chồng cùng nguyện kinh lòng thương xót Chúa và nghe đài lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Ngày làm 3 lần, nhưng phải cầu nguyện với Chúa lòng thương xót. Cứ như vậy, hơn tuần nay đỡ nhiều lắm rồi. Vợ chồng anh đã tin vào lòng thương xót Chúa lắm. Xin cha cầu nguyện thêm cho anh chị để một ngày nào đó gần nhất được chính thức làm con của Chúa. Con là Teresa Maria Nguyễn Thị Hường ở giáo xứ Tân Hóa, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Con được biết đến lòng thương xót Chúa từ những ngày cha đang ở nhà thờ Chi Hòa. Và hiện giờ con đang được nhận máy lòng thương xót Chúa từ nhóm lòng thương xót Bảo Lộc để chia sẻ với những người ước ao được nghe mấy bài giảng lòng thương xót Chúa của cha. Bản thân con và gia đình đã được rất nhiều ơn của lòng Chúa thương xót. Nhưng hôm nay con xin kể trước ơn của em dâu con đã được nhận từ lòng thương xót Chúa. Em dâu con là một người rất ít đọc kinh và đi lễ. Em bị ung thư vú giai đoạn đầu và có hạch to như quả trứng gà ở nách. Bác sĩ nói là phải mổ để cắt u hạch rồi sau đó mới hóa trị. Khi tới ngày mổ thì em đã có thai được 3 tuần tuổi. Vì vậy nên bác sĩ đã mổ để lấy khối u và hạch cho em con. Và đến khi sanh em bé xong thì mới hóa trị. Trong khoảng thời gian chờ sinh em bé thì thai nhi bị chết lưu, nhưng mãi đến 8 tuần mới phát hiện ra. Em đã được đưa đến bệnh viện để đưa thai nhi ra, nhưng vẫn còn bị sót nhau. Nên em lại đi Sài Gòn để hút, cắt tử cung và hóa trị. Đến lúc này thì bệnh ung thư vú của em đã đến giai đoạn 3. Bác sĩ cũng không nghĩ là bệnh lại phát triển nhanh như vậy. Mới chỉ có vài tuần sau ngày mổ. Trong thời gian này, con chỉ biết kêu xin lòng thương xót Chúa và nhờ mọi người cầu nguyện lòng thương xót Chúa thương đến em con. Tạ ơn Chúa. Sau khi được hóa trị, xạ trị và cho đến bây giờ, em dâu con đã khỏe mạnh bình thường. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Con là Maria Vũ Thị Kim Thoa, Tân Tòng, 40 tuổi. Con thuộc giáo họ Văn Phú, Thuận Giang, Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh. Con viết mail làm chứng cho con gái của con. Cách đây khoảng 2 tuần, con có viết thư nhờ cha cầu nguyện cho con gái con là Đinh Nana, năm nay 8 tuổi. Con của con bị táo bón từ lúc hơn 1 tuổi cho đến gần đây chỗ bị nặng hơn. Cứ khoảng 7 cho đến 10 ngày mới đi vệ sinh được một lần. Mỗi lần đi rất đau đớn, khóc lóc kêu la. Con cho cháu uống thuốc, nhưng hết thuốc là bị lại. Từ lúc con viết mail nhờ cha cầu nguyện, con của con đã đỡ được 90% rồi, không còn phải dùng thuốc nữa. Còn trường hợp của con lấy chồng được 10 năm,
suốt 10 năm luôn xích mích với mẹ chồng. Trước đây con ở chung nhưng không hợp, cho nên mẹ chồng quyết định xây nhà bên cạnh ở riêng. Lời ông tiếng ve nhiều lắm. Con lúc đó mới vào đạo, ghét cha, ghét Chúa, ghét người có đạo. Lười đi lễ, đi cho có lệ chứ vô cảm lắm. Con sinh mổ 3 lần liên tục trong 4 năm. Phần vì mệt, vì con ốm đau nằm viện suốt, phần vì không hợp mẹ chồng, phần thì không thích đạo Công giáo, cho nên con đã rơi vào trầm cảm. Con lúc nào cũng buồn rầu bực tức trong người, mất ngủ triền miên. Sau biến cố này, con nghe đài bài giảng lòng thương xót Chúa của cha. Ở gần mẹ chồng, lời qua tiếng lại suốt. Nhiều lúc con còn không nhìn mặt bà, cũng không chào hỏi bà nữa. Nhưng con dằn vặt lắm. Nhiều lúc bế tắc, con cầu nguyện nhiều. Nhớ điều răn thứ tư Chúa dạy là phải thảo kính mẹ cha, nhưng khó thay đổi tính tình lắm. Mãi cho đến Tết vừa rồi, con trai con nhặt được ngoài đường một tờ lộc xuân đã ý là con phải thảo kính cha mẹ mới được Thiên Chúa chúc phúc. Con buông được luôn cha ạ. Bây giờ con bình an lắm. Con chăm mẹ chồng như chăm mẹ ruột, nên các mối quan hệ khác cũng dịu hơn. Xin cha cầu nguyện cho con được hoán cải tâm hồn để đẹp lòng Chúa. Kính chúc cha sức khỏe, được Chúa mãi yêu thương, là nơi Chúa hiện thân một cách đặc biệt. Con khao khát được vào thăm cha và anh em quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót. Con luôn nghe bài giảng mỗi ngày của cha. Con đang ở bên Nhật. Lúc này là gần 12 giờ đêm. Nhận được tin báo từ Việt Nam qua, con mừng lắm. Con nhắn tin gửi cha liền. Tạ ơn lòng Chúa thương xót. Trước khi qua Nhật Bản, con mua được ít radio lòng Chúa thương xót. Con mang qua Nhật 10 cái, để ở nhà 10 cái tặng cho những người bệnh. Ai nhận được ơn chữa lành, con đều nhắn tin báo với cha để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hôm nay có thêm một nhân chứng, chị Maria Nguyễn Thị Hồng ở khu phố Hải Vương, số nhà 102 giáo xứ Hải Lục, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Chị bị suy thận, bị liệt nửa người. Con tặng chị chiếc radio, chị mở nghe hàng ngày và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Nay chị đã đi lại bình thường, còn đi cắm hoa cho đội dân hoa nữa. Chị cũng không còn phải chạy thận nữa, chỉ khám định kỳ, lấy thuốc uống. Tạ ơn Chúa, con là Thoa, đang sống và làm việc ở bên Nhật. Chuyện khó tin nhưng có thật. Hôm bữa con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện cho cháu con là Phêrô Trần Huy Thương và vợ là Anna Lê Thị Thúy Hà bị hiếm muộn. Đến nay, hai cháu đã có tin vui. Hiện, thai nhi đã được hơn 3 tháng. Tạ ơn Chúa vì con học ít nên có điều gì thiếu sót xin cha thứ lỗi cho con. Con tên là Teresa Nguyễn Thị Hằng, 28 tuổi. Vợ chồng con lấy nhau hơn 3 năm rồi mà vẫn chưa có con. Đến xin cha cầu nguyện. Tháng 11 con có thai. Con mừng lắm. Nhưng thai con có vấn đề nên con phải vào viện để điều trị. Trong thời gian nằm trong viện rảnh rỗi, con lướt web để kiếm việc làm cho đỡ suy nghĩ. Ai ngờ con bị lừa. Vợ chồng con mất một số tiền lớn. Đó là tiền vợ chồng con dành dụm để sinh con. Con tưởng mình mất tiền rồi, con của con sẽ ở lại với con. Nhưng không phải vậy. Mất tiền, mất luôn cả con. Con bây giờ không biết phải làm sao nữa. Mong cha cầu nguyện cho con. Sau đó thì chúng tôi có trả lời hồi âm xin cầu nguyện cho cô ấy. Và sau đó cô ấy viết một lá thư thứ hai như sau. Cảm ơn cha đã chỉ cho con nghe về lòng Chúa thương xót. Con bình an trở lại, cầu nguyện với niềm tín thác. Và bây giờ Chúa lại cho con có một em bé nữa rồi, mới rồi. Tạ ơn Chúa. Xin cha cầu nguyện cho đứa con hiếm muộn của vợ chồng con được bình an trong tay Chúa. Hết giờ rồi.
còn mấy phút nữa? 3 phút nữa. Vâng, 3 phút nữa tôi xin đọc 2 lá thư ngắn. Con là Maria Nguyễn Thị Cẩm Tiên, là bổn đạo mới. Chồng con là Giuse Đặng Quang Vinh. Xin cha cầu nguyện cho 2 vợ chồng con sớm có được đứa con. Con biết đến cha là vì mẹ chồng con đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện mà mẹ con đã hết bệnh ung thư. Giờ mẹ con sức khỏe rất tốt, con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho chồng con. Bây giờ chồng con được Chúa thay đổi, đã từ bỏ ma túy, đã có công việc lái xe ổn định được 2 tuần, và chồng con cũng từ bỏ luôn người phụ nữ kia nữa rồi. Bây giờ chúng con sống bên nhau rất hạnh phúc. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, đấy là những câu chuyện khó tin. Nhưng có thật. Có thật nhưng mà vẫn nghe thì cảm thấy khó tin. Dù sao đi nữa, họ là những người được ơn vì họ vẫn luôn trông cậy vào Chúa, tin thác vào Chúa. Kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, mời anh chị em và các bạn mở Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa trang 115. Hát bài Trông Cậy Chúa của Linh Mục Nguyễn Duy. Cầu cho nhau luôn tin thác vào Chúa, luôn trông cậy vào Chúa, để Chúa thi thố quyền năng của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Những người đau bệnh được cơn chữa lành, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi được cơn hoán cải, những người đang gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống được sức mạnh để vượt qua, nhất là những người làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, phá sản thất nghiệp, có điều kiện để trả nợ và công ăn việc làm ổn định. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ánh tin vui. Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.